Hello, xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã bấm vào kênh của Lily nè. Thì hôm nay Lily xin review về dòng Vario 125 nha. Lily xin bật mí cho mọi người là bên cửa hàng xe máy Bảy Vinh của Lily đang có chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng giảm giá xe. Thì hiện tại những con xe này giá siêu tột dốc rồi mọi người. Bây giờ Lily sẽ bắt đầu báo giá cho mọi người nha. Vario 125 Vario 125 phiên bản không có 3 giây thì giá bên Lily chỉ có 48.500 thôi mọi người. Mọi người nghe không lầm nữa nha, 48.500 phiên bản không 3 giây. Còn phiên bản có 3 giây thì bên Lily bán giá chỉ có 49.000 thôi. Mọi người nghe không lầm đâu nha mọi người, 49.000 thôi. Thì hai dòng phiên bản này bên Lily có hỗ trợ trả góp cho mình nè. Trả góp thì mọi người chỉ cần đưa trước cho Lily là tầm 8 triệu đổ lên thôi là mọi người đã có được ngay cái em xe này rồi nha. Thì bên Lily có rất nhiều màu mọi người. Bên Lily có màu xanh, màu đỏ, màu vàng ha. Và cái con này bên Lily có độ lên bánh mâm đồng cho mọi người luôn nha. Cái màu này là màu 3D nè. Màu đỏ này với là màu xanh này bên Ly đã độ nè. Ví dụ mọi người có được cái màu 3D nào đó mà đẹp hơn hay mọi người thích thì mọi người cứ chụp hình gửi trực tiếp qua cho bên Ly nha. Ly sẽ hỗ trợ cho mình. Bên Ly có độ mâm, độ màu lên cho mình luôn nha. Thì độ màu 3D bên Ly lấy giá chỉ có 1.500.000 thôi mọi người nha. Mọi người cứ yên tâm. Bên Ly bán giá chưa bao giờ là trên lệch hoặc cao lắm. Tại vì bên Ly đang có chương trình tri ân khách hàng và cửa hàng của Ly cũng đã thành lập rất lâu rồi cho nên là khách quen của Lily rất là nhiều. Hiện nay Lily cửa hàng Lily đang có chi ăn khách hàng. Khi mà mua xe có liên hệ trước với Lily thì Lily có hỗ trợ cho mình tiền xăng xe đi lại nè. Hỗ trợ cho mình giảm vào giá xe cho mình tầm 2 triệu nha. Và bên Lily tặng quà cho mình là những món quà liên quan đến phụ kiện của xe thì trị giá của nó sẽ là 1.500.000 nha mọi người nha. Rồi thì mọi người mua xe có liên hệ trước nè, Lily sẽ hỗ trợ mình về bên phần lãi suất thấp nhất và bên phần trả trước thấp nhất luôn nha. Thì hai dòng xe này thì Ly cũng đã nói rồi, nó đang có xu hướng giảm giá rất là nhiều. Thì mọi người mua góp mọi người chỉ cần có chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, chứng minh nhân dân cộng bằng lái và chứng minh nhân dân cộng bảo hiểm y tế, hoặc là đủ 18 tuổi có căn cước công dân thì bên Ly vẫn hỗ trợ cho mình mua góp được nha. Hồ sơ với lại thủ tục rất là đơn giản, mọi người cứ lên trực tiếp cửa hàng điện thoại cho Ly sẽ hỗ trợ mình duyệt hồ sơ trong vòng 15 phút nha mọi người. Trường hợp bên Ly có thẩm định người thân nhưng mà mọi người không muốn thì bên Ly vẫn hỗ trợ mình không thẩm định được, nên mọi người cứ yên tâm nha. Đây là những cái dòng xe Vario 125 bên Ly còn á mọi người. Mọi người cứ xem đi ha, rồi mình thích mẫu nào thì mình cứ nhắn tin cho Lily. Rồi sau đây Lily xin giới thiệu qua luôn là các em Vario 160 mọi người nha. Đây đằng trước Lily là em Vario 160 nha. Thì hiện tại bên Ly là còn màu đen nhám nè, màu zin nè, với lại hai màu 3D bên Ly mới độ lên ha. Bên Ly độ tầm 8 con xe mọi người, nhưng mà hiện tại đã bán sạch rồi, hiện tại chỉ còn 3 con xe màu này thôi. Và mọi người muốn độ màu 3D, màu đỏ, màu vàng như thế nào bên Ly có hỗ trợ độ màu cho mình hết luôn nha, mọi người cứ yên tâm nha. Thì hiện tại Ly xin nói luôn cái dòng Vario 160 này giá siêu giảm giá mọi người, giá nó chỉ có 51.500 mọi người nha. Đây là phiên bản C nha, phiên bản CBS giá nó chỉ có 51.500, còn phiên bản ABS thì bên Ly bán giá chỉ có 60.000 thôi mọi người. Mọi người nghe không lầm đâu ha, dòng xe này bên Ly có hỗ trợ trả góp cho mình. Trả góp thì mọi người chỉ cần đưa trước cho Ly là 6.000 thôi, Ly đã hỗ trợ mình dắt con xe ra về luôn. Những dòng xe này thì bên Ly có chương trình hỗ trợ những lãi suất thấp và những phần trả trước thấp, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Thủ tục thì hồi nãy Ly đã nói rồi nên mọi người cứ yên tâm, không cần thấy ha. Mọi người có thắc mắc gì giấy tờ về biển số thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Ly để Ly có thể hỗ trợ tư vấn cho mình. Với trường hợp nhắn tin mà Ly không trả lời được, mọi người điện trực tiếp hoặc mọi người cho Ly là một tin nhắn nữa nha. Tại vì trường hợp khách bên Ly inbox rất là nhiều cho nên là đôi khi tin nhắn của người nó sẽ bị trôi đi á. Thì mọi người điện thoại trực tiếp đi, Lily sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình. Và sau đây Lily đã review hết những cái dòng xe này. Cảm ơn mọi người đã tri ân Lily đã mua xe, nhưng mà đã đến tới cửa hàng và mua xe ủng hộ Lily nha. Thì bên Lily nếu như mọi người có dẫn người thân đến, bên Lily có hỗ trợ tiền hoa hồng cho mình nữa. Mọi người cứ yên tâm ha. Và sau đây Lily xin kết thúc video. Lily rất là cảm ơn mọi người đã bấm vào kênh của Lily, theo dõi Lily trong mấy ngày qua nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.